Ok, mọi người đang vào cái câu chuyện rất là thú vị. Sáng mình mới ngủ cỡ, nghĩ chắc cũng cỡ 6 giờ mấy á. Tự nhiên mình nghe người nào nói oh shoot. Thì cuối cùng nhìn ra mới biết là một người họ đi lộn vô cái lều của mình. Mà lúc đó Khang đã vẫn ngủ thôi, nhưng mà Thomas nói rằng là khi mà nhìn ra thấy họ đã bước vào rồi, thì không biết là họ đi lộn lều hay là, nhưng mà người chắc đi lộn lều cho nên họ mới giật mình. Nhưng mà nếu mà mình nhìn cái lều này đấy, đi lều bên kia, Khang nghĩ chắc là người bên này họ mới lộn, mà tới bên kia họ cũng có cái thùng đá, bên mình cũng có thùng đá. Oh shoot, damn it. Thì đi lộn lều thiếu. Ok, cả nhà nàng, và hôm nay là ngày thứ hai. Và tối đây sau khi mình ăn toàn cá không cả ngày, bây giờ mình sẽ được tổ chức ăn mừng bằng thịt đại bò đại hàng. Right? Thịt bò đại hàng ăn với em nhỏ, mấy em nhỏ này. Thích ăn thịt nữa không? Hai con thích ăn cá. Và tối đây đặc biệt mình có hai người mới ship thịt bò đại hàng tới cho mình. Và còn hơi đông lạnh quá, cho nên phải dùng súng lửa. Này là ăn kiểu con cắm trại nè. Wow. Vừa nãy là hồi video kia coi, Khang cũng nói khi mình đi cắm trại cái này, nó là một cái cơ hội cho những em trẻ, như là nói chung con Khang nó đi cả ngày luôn, nó sẽ không hỏi về coi YouTube, coi TV, right Catlin? Đó là một cái cơ hội cho mấy em được chạy vòng quanh. Mình nhớ những ngày mà kiểu như ở Việt Nam á mọi người, mình ở nhà, trong cái xóm, mình chạy vòng quanh, đi vòng quanh. Một cái điều tốt. Mình mới bị the first tragedy. Bị ăn cắp. Không phải bị ăn cắp. Bị con sóc, con cáo, con tròn nó vô nó ăn. Và sau đó ăn nó còn ỉa nữa. Đúng là mắc vệ sinh. Thường thường ăn rồi xong là đi ỉa chỗ khác, nhưng mà ăn nó ỉa một chỗ luôn. Phải clean up. Cho nên những cái problem, những cái tent này là nó không có đồ đóng cỡ cửa lại được. Let's complain. Cho nên người nào đi cắm trại nè, cho mấy cái thùng này để bỏ đồ thiệt. Phải nên nè, đồ đó bỏ vô thùng. Này bác Út, bữa nay bác Út mới tới đem cho mình thịt bò đại hàng. Ăn sang không à? Cái này bị gì? Bị ao chi đâu? Chỉ để đi coi. Ồ, tại sao bị ao chi? Ừ. Ở đây daddy daddy kiss. Oh, I love you. The old reliable torch. Nấu đồ ăn vừa dưới biển vừa nấu đồ ăn. Under the sea. Wait, I sing under the sea for me. Hôm nay mình sẽ ăn bò đại hàng với cơm. Nhưng mà cơm này mình phải nấu rất là... If you have a microwave, it'd be nice. Yeah. And then hôm nay mình có ốc nữa. Bác đường như thêm mấy ốc biển nữa. Và mình sẽ ăn ốc với bờ biển. Chấm mắm gừng, thịt bò đại hàng. Và nói về
cái cảm nghĩ của mình về đi cắm trại cabin tent. Cái đặc biệt mình đi cắm trại nhiều lần rồi mà lần đầu tiên mình đi cái cabin tent như cái này, như là một cái lều có sẵn, thì nó có cái lợi của nó là mình không cần cái đem theo đồ để set up cắm như là giường ngủ hay là cái lều. Nhưng mà Khang thấy cái này nó bị thích là cái điểm mà hơi dở là ở đây nó có rất là nhiều con cáo fox nó hay vô đây nó kiếm ăn, và khi nó vô nó kiếm ăn đó. Vì Khang thâu này lúc nó hơi tối cho nên chắc mình sẽ ăn tối trước và sau đó mình sẽ ngủ qua một đêm, và mình sẽ nói cho quý khán giả biết Khang cái khuyến khích mọi người đi cắm trại kiểu cái cabin tent tại Two Harbor Campground đảo Carolina không? Hôm nay mình có thịt thịt chuột. Theo John đi ra thịt chuột. Thịt bò. Nó là bò dép đây nè. And cơm nấu bằng kiểu Mỹ. Hâm vô nước thôi. Và ốc. Cơm đại hàng. Ốc luộc. Ăn cho đêm tối cuối cùng ở tại Carolina. Ăn nghèo khổ một chút. Không còn seafood nữa. Con cá. Yes. Lạnh quá, nhiều người bị khô môi. Và một lần nữa, hôm nay là ngày cuối cùng, Khang đang trong cái lều nè. Cái này là cái cabin tent tại Two Harbor Campground. Mình đã được trải nghiệm đi cắm trại bình thường rồi. Mình đi glamping as well. Một cái lều cắm trại mà nó Khang nghĩ nó cao cấp hơn cái đây. Nhưng mà cái giá tiền nó cũng không khác nhau nhiều. Khang nghĩ cái này một đêm nó tính theo đầu người nè. 70 mấy đồng một đêm một người. Cái cảm giác, cái cảm nghĩ của Khang về những cái cắm trại ở đây, cái cabin tent này, Khang không có đề nghị đâu nè. Không có đề nghị. Một phần là nó cũng cũ quá đi. Cũ. Mình thấy có nhiều spider web nhện nhện. Đây Khang cho coi nè. Nhện nhện. Đấy, mình có nhiều nhện nè, thấy không? Cửa thì nó đóng không có kỹ. Nó cũ quá đi, nó không có cái zipper, nó không có dính được. Cho nên vì lý do đó, cho nên mấy cái con cáo, mấy con chồn rồi nó vô đây, nó ỉa. Những cái nền này thì nó hơi cũ quá đi. Khang không biết họ có clean up không. Mỗi lần mà người ta xong, theo cái giá của mình trả thì nó đâu phải là rẻ đâu. Và cái nó hơi xa cho cái gần biển nữa. Mình phải đi xuống dưới đó luôn. Cho người nào mà thích ở gần biển thì Khang nên nghĩ nên test hơn. Nhưng mà, đó, nó cũ. Và đèn như Khang nói rồi, họ cho nó đi phí phí nhiều. Nó cũ nè, thấy không? Cho nên theo Khang đề nghị thì chưa giờ trải nghiệm thì mình trải nghiệm một lần thôi. Chứ Khang lại không thích, nó xa quá. Mỗi lần mà Khang cắm trại ở đây là mình có thể bước ra xuống là xuống biển. Mà này mình phải khiêng đồ, rồi anh Khang có cái kayak đồ nữa. Ok. Chờ đã thì. Ok, và đó là cái mình được trải nghiệm cái cabin tent tại đảo Two Harbor Carolina mọi người. Và ai muốn có cơ hội thì cho Khang biết cái chia sẻ ra sao thì sao. Nhưng mà cái này thì Khang không có đề nghị nè. Nó hơi cũ kỹ quá, có thể nó làm mới, làm sạch sẽ hơn một chút thì Khang nghĩ được. Tối như là John thì bắt được cái con ếch nữa. Ok, cảm ơn khán giả năng. Xin khán giả tiếp tục theo dõi những cái chương trình khác của mình có đi cắm trại. Trải nghiệm nè. Bye, where are you guys? Bye. Peace. Và video cũng đã dài rồi. Khang cũng ước mong mọi người đã được trải nghiệm Catalina Island Two Harbor, đi tìm thiên nhiên cùng với Khang và gia đình. Chắc chắn mình cũng sẽ có cơ hội mình trở lại đảo này nhiều lần nữa.
Nhưng mà một lần nữa Khang cũng cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi chương trình Passport to Thành Công trên đài Little Saigon TV hoặc Khang đi lang thang trên YouTube của Khang năng. Alright, xin chào.